mua bán xe cũ ngày hôm nay sẽ giúp anh chị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về chiếc Maserati Quattroporte. Đời 2016, đây là một chiếc xe sang trọng, thể thao, đầy công nghệ của hãng xe Ý. Với việc mua hay lựa chọn chiếc xe này hay không, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là nhu cầu, cũng như là sở thích và tài chính, điều kiện sử dụng của anh chị và các bạn. Kênh mua bán xe cũ ngày hôm nay sẽ mang tới cho anh chị và các bạn chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng Gia Huy Auto. Địa chỉ đơn vị là số 5, Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Chiếc xe này nó nằm trong phân khúc cạnh tranh với các đối thủ như là Audi A8, Mercedes-Benz S-Class hay là Porsche Panamera ngoài ra anh chị và các bạn cần tính đến các chi phí bảo dưỡng cũng như là tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe nó có thể là cao hơn so với một số dòng xe đấy là một điều đáng để anh chị và các bạn có thể là cân nhắc với giá xe Maserati Quattroporte đời 2016 cũ hiện tại trên thị trường có mức giá giao động từ 2, ,2 tỷ 2 đến khoảng 2 ,3 tỷ 3 80 tùy theo cái tình trạng cũng như là số km của chiếc xe đã đi và chất lượng của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể khám phá đầy đủ về chất lượng chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn hãy cùng em theo dõi ngay sau đây những đường nét tổng quan sơ qua nội và ngoại thất của chiếc xe thì em cũng quay đầy đủ rõ ràng để anh chị và các bạn có thể dễ dàng tham khảo trong quá trình quay mà có những cái phần mà anh chị và các bạn chưa xem được hãy liên hệ và kết bạn zalo Em sẽ gửi đầy đủ những cái thông tin đó cho anh chị và các bạn qua Zalo để anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc anh chị nhé. Với dòng xe Mace dạt có nhiều tính năng độc đáo như là hệ thống âm thanh chất lượng Harman Kardon rồi là hệ thống treo rồi hệ thống lái Q4. Hệ thống phanh rồi là hệ thống khởi động bằng nút bấm cùng với rất nhiều tiện nghi tính năng giúp cho chiếc xe có khả năng vận hành an toàn trên mọi tiện nghi à, và những cái tiện nghi chiếc xe mang lại cho khách hàng không gian bên trong với cái không gian ngồi hàng ghế thứ hai rộng rãi thoải mái cho ba người ngồi với cửa gió điều hòa trung tâm với các phím chức năng kính thì trang bị kính hai lớp không viền Đấy, rồi là có dán kính thảm trải à, sàn cũng được ba chủ nâng cấp đầy đủ rồi đây là những cái chi tiết về không gian khoang lái với những phần keo chỉ đinh tán là còn nguyên bản, Tabli với những phím bấm chức năng này, lên xuống kính chỉnh gương, hệ thống nhớ ghế 3 vị trí. Và bên trong đây là với những phần con ốc bản lề hèm cửa và những cái phần bậc lên xuống. Những chi tiết chất lượng mà ghế của chiếc xe anh chị và các bạn có thể theo dõi và quan sát đánh giá cùng em. Chất lượng của nó thì vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Cam kết rõ trên văn bản và luôn khuyến khích khách hàng hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra. Cửa hàng nằm ngay cạnh các đơn vị chính hãng lớn. Anh chị và các bạn có thể mang sang bên cạnh để kiểm tra nó sẽ an tâm hơn, giúp anh chị và các bạn có thể yên tâm sử dụng cho về sau này. Hệ thống cụm đồng hồ hiển thị thông tin dạng ống thể thao, rồi hệ thống vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Các phím bấm của chiếc xe được thiết kế rất là gọn gàng, cũng như là dễ dàng để anh chị và các bạn có thể thao tác đảm bảo là anh chị và các bạn có thể lái xe an toàn trên đường để nổ start top những chi tiết thiết kế của chiếc xe thì nó cũng có xu hướng độc lạ hơn một số dòng xe và cái khối động cơ của chiếc xe anh chị và các bạn hãy cùng em đi theo dõi sau đây với khối động cơ của chiếc xe này thì là sử dụng khối động cơ máy 3.0 cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành À, trên đường trường hay là các cung đường trong phố một cách mượt mà cảm giác là đạp ga dính nưng rồi là à, chiếc xe này đăng ký tên cá nhân anh chị ạ biển Hà Nội rồi và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục mua xe trả góp cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu để nắm rõ được thông tin đầy đủ chi tiết hơn nữa thì anh chị và các bạn có thể truy cập tìm hiểu thông tin tại web xe hơi com em có cập nhật đầy đủ Hình ảnh thông số của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu và theo dõi. Chiếc uh, Maserati Quattroporte sản xuất năm 2016 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 2 tỷ 385 triệu. Giá thì em vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Xin chào.